Kính chào quý vị các bạn yêu thích cây mai vàng. Hôm nay tôi sẽ cái clip thứ hai liên tục. Tôi sẽ nói về cái mai dây. Mà nó không biết mà cái này là tôi vừa quay cái clip một ở trong rẫy thì tôi phát hiện có một cái cây mai nó cũng giống như cây mai này. Giống hệt như cây mai này. Nhưng mà vì cái điều kiện cái điện thoại tôi không ngắt được, thành ra tôi chia thành hai clip. Bây giờ cái clip trước là clip 1, bây giờ cái này là cái phần clip thứ hai nha các bạn. Nó có về các bạn. Cái mai này là tôi trồng nay là 4 năm. Thì khi mà tôi trồng xong là lúc đó tôi chưa biết cái cắt cái nhánh mai này thế nào hết. Thì có nhờ cái thằng cháu làm mỗi một năm á, Tết xong thì nó lại nó cắt. Nó cắt giùm thì nó nói mai dây, thì uống cái mai dây thì bỏ lúng luôn. Là nay là 4 năm rồi. Thì mình thấy nó ngộ ngộ rồi bỏ vậy thôi. Cứ cắt thì nó ra vậy. Nè các bạn thấy nè, bây giờ nè. Cái nhánh cái của nó nè. Ha, các bạn thấy cái tay nè. Thật theo cái tay không nổi, theo tay nè. Nè các bạn thấy nè. Rồi. Bây giờ nó dương như thế này. Đây nè các bạn thấy nè. Đứng xa. Nè. Cái tay tôi nè, nó cái nhánh nè, mà nó đều nha các bạn, cái nhánh nào cũng như nhánh ấy. Đó thì sau khi mà có cái vụ mà đĩa bay rồi săn lùng cái mai mà giảo gai thì tôi lại trực nhớ tới nó. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem là những cái cành nhánh của nó nè, nó liên tục như vậy đây nè. Cái nhánh này nè, cái tay tôi nè. Đó, nó vậy nè. Nó cái tay tôi là một thước bảy á, bảy mấy đó mà nó như vậy luôn. Rồi đây nè, nó đều hết các bạn chứ nó không phải một nhánh đâu đây nè. Nè bạn thấy không nè. Thì như vậy là cái gì? Thì tôi tạm gọi nó là cây mai dây. Thì như cái clip trước á tôi nhờ các bạn xem giùm để có ý kiến. Đây các bạn. Nè. Đây là cái tay tôi nè. Đó. Mà cái nó còn ở trong nữa nha, đây là cái nhánh mà tôi bấm á, mà bây giờ nè, đó. Đó các bạn thấy không? Tôi là một thước bảy mấy nè, mà bây giờ cái tay tôi về là cái dây này nó gần hai thước. Thì bây giờ bắt đầu tôi chiếu cái đầu đọt cho các bạn xem. Bây giờ tôi leo lên nha. Đó, tôi leo lên trên mới được. Cái mai này nó cũng hơi cao. Rồi tại nhờ thằng cháu nội. Đây nè các bạn thấy nè. Cái nhánh này nó không nó ra cái đầu đọt này. Nó không chịu ra một cái nhánh chủ nào hết đó. Bây giờ trên này thành ra tôi cũng biết sao nó không chịu ra cái nhánh chủ. Đưa máy cho lại tôi để thôi, để tôi lấy cái máy của tôi sẽ quay. Đây các bạn thấy cái đầu đọt này. Wow. Đó tôi cắt như vậy mà bây giờ nó không ra được cái nhánh chủ, mà cái nhánh cái nè các bạn thấy nè. Cái nhánh đọt ở trên là thay vì cái này người ta dựng đứng lên nè, thấy chưa, người ta dựng đứng nó lên. Nó cái bản thân của những cây khác thì nó cũng dựng đứng lên, mà giờ nó ra cái nhánh vậy nè các bạn thấy không. Đó thành ra như vậy á, bây giờ cái nhánh này là trên cao là dễ thấy nè, đây nè cái nhánh trên nha, nó dẫn ra nè các bạn thấy nè. Đây nè các bạn thấy nè, từ trong thân nha. Đây. Rồi. Và nó phát triển như vậy thì tôi cũng không biết là cái gì. Đây bạn thấy không, nó dài nè, toàn bộ nó trên đây cũng xuống đó. Thì các bạn thôi bây giờ sẵn ở đây thì thôi mình kéo cái đầu nó luôn, chứ bây giờ nó cũng không phải là cái nhánh chủ. Thôi sẵn kẽm tôi kéo đầu luôn thì tính sao, kéo nó xuống. Rồi cái thằng này tôi kéo nó qua đây. Rồi bây giờ tôi leo xuống để tôi trình bày với các bạn đây. Rồi. Bây giờ tóm lại là vậy các bạn. Thật sự là tôi cũng không biết là cái nhờ bây giờ nhờ các bạn đi, bởi vì những cái anh em á, các bạn tôi là mới, thành ra những các bạn mà xem được cái cây mai này chắc tôi thấy nó không nhiều. Tôi xin nhờ các bạn là có quen với những cái anh em mà rành về mai, coi nó định vị cho tôi cây mai.
mai là này là nó cái dạng gì, cái dạng như thế nào, để nếu mà trường hợp mà nó có giá trị thì mình để nó các bạn, mình để nó lại bị gì. Nếu mà tôi nuôi chừng 5 năm nữa đi mà nó không có giá trị gì thì nó phí uổng thay gì bây giờ. Nếu mà những cái bạn mà biết xem mai, biết nó cái giá trị như thế nào, cây mai này gọi là cái gì, bởi vì trên trang mạng không có, sao tôi biết được, thì nhờ mấy anh em hỏi giùm và có ý kiến trên cái phần nhận xét ấy, để tôi biết, để mà một là mình gìn giữ lại, hai là mình đôn nó lại. Nhưng mà tôi đôn rồi nó vẫn ra vậy thì mình sẽ xử lý nó cho nó hợp lý. Chứ bây giờ nó bỏ về cho 5 năm sau, 10 năm sau thì bây giờ nó không có giá trị thì chỉ nó uổng phí mà. Đó, thì cái nội dung là đại khái là vậy các bạn. Đưa đây cho mình. Đại khái vậy các bạn, thì bây giờ thôi quay giờ quay sơ cái phần này, cái nền nè. Từ đây nha. Đây, nó xuống với cái nền tôi đây, bây giờ tuyến xa nè, tôi quay nè, cái cây mai tổng thể nè. Các bạn thấy không? Nó không hết nữa. Cái mai này nó cũng hơi khá nha các bạn, khá lớn á. Đó, nó phồng. Phồng khủng không? Phồng ghê luôn. Nó dưới đất á, bây giờ nó đà dưới luôn vậy á. Rồi, cái mai này thì hôm cái clip đầu tay tôi có ghi rồi, có quay rồi. Thì cái bộ đế nó là cũng được các bạn, xương nè. Xương sóc nó vậy đó. Rồi, thôi bè. Cảm ơn các bạn trước nha. Nhờ các bạn hỏi giùm để chia sẻ tôi biết, để có mình để là mình phải giải quyết cho đó, để mình cái công mình phí uổng quá các bạn. Cái này là chân thành là nhờ các bạn hỏi, nếu các bạn biết thì trao đổi với tôi, còn không nhờ các bạn hỏi giùm những anh em nào mà biết thì để tôi xử lý nó đi, coi để hay là mình xử lý như thế nào. Thôi xin chào các bạn, cảm ơn các bạn trước.